Trước mặt quý vị đây là cầu Cửa Lấp nhé. Phía bên tay trái là bên mé Vũng Tàu, còn mé bên tay phải là bên Phước Tỉnh thuộc huyện Long Điền nhé. Đấy, mé này là Phước Tỉnh này. Đó, bên này là Phước Tỉnh nhé quý vị nhé. Đó, cái tòa nhà đây là tòa nhà của chung cư Kim Tơ nhé. Thì mé bên Phước Tỉnh này chúng tôi đang có vài lô đất và căn nhà đang chào bán này. À, giá của nó mặt biển này là đường bờ kè đó, là nó trung bình là khoảng 60-70 triệu mét vuông nhá. Mà ở đây này, ngay vị trí tôi đang đứng đây là mặt tiền của đường Chi Năng thuộc phường 12 thành phố Vũng Tàu. Đấy, một mặt giáp biển này và một mặt đường Chi Năng này, chúng tôi đang có một cái lô đất là diện tích tới 2.500 mét vuông nhá. Giá chỉ có dưới 10 triệu một mét thôi. Với diện tích là chiều ngang là 43 mét, sâu vào 53 mét và nở hậu là 60 mét nhá. Một mặt biển này đẹp tuyệt vời, giá cực kỳ hữu nghị ạ.